lâu lắc lề mề. Tôi dậy rồi nè. Xuống mẹ hả? Trời ơi con trai, đây 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 đây, đồ ăn sáng con đây, có sẵn rồi, có sẵn rồi, ngồi xuống ngồi xuống. Hừ lắm nha, chưa mẹ lắm gì nội sao vậy hả? Ôi, mẹ kêu như kêu đòi không xuống, việc khi qua kêu một tiếng thôi là xuống. Kỳ quá, kỳ cái gì, ngồi xuống ăn sáng. Thôi rồi con, cái bà kia, bà kia người ta thay đồ hết rồi, bà ngồi đó bà ăn đi, lên thay đồ. Mẹ lúc nào cũng thương ăn hài. Trời chơi cái gì vậy? Trời nó còn tán cho mẹ một cái nữa kìa. Thôi 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 con muộn rồi, con đi luôn. À, chưa ăn sáng, chưa ăn sáng. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Thôi con trễ rồi, bây giờ con lớn rồi, con tự ra ngoài ăn được mà. Ăn cái gì? Bây giờ mẹ làm sẵn rồi nè. Thôi vợ và vơ vơ được mấy miếng ăn lại đi con. Con trễ rồi, mẹ đừng có làm thế, con ngại quá hả? Ngại cái gì? Trời ơi con đi. Ăn mặn kìa. Đây đây đây, đóng thùng vô con, đi học mà không đóng thùng á. Lát hồi con lên trường con đóng sao, nóng à. Nóng cái gì mà mày. Thôi mẹ coi coi, quen nhầm quá. Có xin không? Sao thôi, bên này hôi vậy? Cái gì? Hả? Lên trường học thôi mà. Thôi được rồi, được rồi. Thôi thì cười kìa, thôi mẹ biết rồi. Thôi được rồi. Hôn cá được, hôn cá được. Thôi mẹ. Ôi mẹ ơi, kỳ quá hả? Con lớn rồi mà, thôi con đi đây. Dạ cái thằng này. Dạ con chào cô. Nắm tay. Trời đất ơi. Alo Vinh à? Cái vụ ông nhờ tôi chuyển thư cho Việt Thi ấy, ông tự làm đi, tự nhiên nhờ tôi làm gì? Mấy vụ này tôi làm được đâu. Hello con trai. Hello mẹ em. Có ăn gì không? Mẹ làm cho con ăn nè. À không, con ăn táo nè. Trời đất ơi, đúng rồi. Phải xiên ăn trái cây vô. Coi cái candy y chang nè, không bao giờ ăn trái cây, không bao giờ ăn rau, riết gì hết trơn á. Coi nè, mặt mày nè, bữa nay nè. Trời ơi, mụn nặng quá trời. Kiếm. Uống nước vô đi con. Ăn trái cây mình uống nước vô thanh lọc hiểu không? Trời ơi coi kìa. Nổ không lum. Ôi mẹ nó kiểu đừng động. Mẹ coi coi. Nâng. Cái tuổi con á là bây giờ đang cái tuổi dậy thì con hiểu không? Nên bây giờ nè, có cái chuyện gì cần chia sẻ thì cứ nói với mẹ hiểu không? Có mẹ ở đây rồi. Mẹ sẵn sàng là một người bạn tốt bên cạnh Winner. Nè, buồn về chuyện à, chuyện thay đổi về cơ thể nè, cũng kể cho mẹ nghe nha chưa? Về bạn trai bạn gái gì cũng phải kể cho mẹ nghe nha chưa? Hiểu không? Lăng nhăng con không có chuyện nào đâu. Phải có không? Không có. Có giờ mẹ chuyện gì không? Được không? Không. Con trai cưng, con trai cưng. Nói nghe nè, đưa cho mẹ nặng mấy cái mụn này cho. Mày kỳ quá à. Đưa đây mẹ nặng cho. Quá. Cái này con mấy hôm nữa hết mà. Hết làm sao được. Nó có cái cùi ở trong á, đây mẹ nặng cho. Thôi. Cái thằng này. Mày kỳ quá à. Thôi mẹ cứ lại cưng. Thôi, mày kỳ quá. Ê, quýt nó. Ê, ê, bể đi. Ê, cái thằng này. Quá đáng mà. Quá lắm rồi. Trời đất ơi. Phải gọi điện kêu ông chú của nó qua đây bốn mặt một lời. Trời đất ơi, cái gì vậy? Trời ơi, sao tôi tự nhiên ngoài đường ngoài xá mà. Hai đứa vừa làm cái gì vậy? Hả? Winner, học hành không lo, bây giờ còn yêu đương nữa hả? Con làm gì trước mặt mẹ vậy? Từ từ, từ từ. Làm sao mà từ từ nữa? Anh coi hai đứa đó, tụi ăn tụi lớn không vậy? Từ từ, nghe tụi nó nói. Sao nói cho chú nghe coi. Dạ là ngày mai lớp tụi con có một vở kịch, cho nên tụi con đang tập kịch để ngày mai diễn mà. Sao cô Linh lại chú Tùng làm gì mà căng vậy? Ủa nó tập kịch mà. Sao tự nhiên gọi điện thoại cho tôi nói giống như là tụi nó chuẩn bị làm chuyện gì đó ghê gớm lắm. Nè, phải vậy không? Dạ phải. Sao con không nói gì với mẹ hết vậy? Thì mẹ có hỏi con đâu mà con trả lời. Trời đất ơi. Mà cô Linh, cô đừng có hiểu lầm tụi con nha. Tình bạn của con với Winner hoàn toàn trong sáng. Quê thiệt chứ. Hai đứa nó con nít mà trưởng thành, trong khi mình người lớn như đứa con nít. Chưa có gì gọi điện thoại mắng vốn làm thấy ghê. Thôi chú Tùng, chú đừng nói mẹ con như vậy. Thì tại vì em sợ là Winner nó hư. Em sợ là Winner nó đang tuổi vậy thì sợ nó nghĩ cái này, sợ nó gặp cái kia. Con hiểu mẹ không Winner? Mẹ à, con lớn rồi. Mẹ đừng có đối xử con như Candy được không? Nhất là mấy cái việc như là mẹ nặn mụn con này, mẹ bới tóc con này, xong mẹ vỗ mông con nữa. Mẹ có biết là mỗi lần bạn bè đến chơi hay thậm chí là Việt Thi này, con ngại lắm không?
Đúng rồi. Cái đó là mẹ thương con mà. Mẹ thương con mà Winner. Mẹ sợ là nếu mẹ không chăm sóc, mẹ không làm bạn với con á, thì con sẽ ra ngoài đường á, con sẽ tiếp xúc với những người xấu. Rồi lúc đó mẹ không biết phải làm sao khi con xảy ra chuyện gì á Winner ơi. Mẹ yên tâm đi. Bây giờ con lớn rồi, con đủ biết mình làm gì. Và con hứa với mẹ, có thể là trước đây con lười học, con quậy phá, nhưng từ nay về sau con sẽ không thế nữa đâu. Trời đất ơi, đúng là một chàng trai trưởng thành. Anh Tùng, Làm bạn với con chứ không phải là lấy cái dây chói con sát bên mình, hiểu không? Anh có nghe con em nói gì không? Nghe chứ. Nó nói nó lớn rồi. Nó lớn mình phải mừng chứ, mắc gì nó lớn mà khóc. Lớn rồi, em không có lo cho nó nữa. Nó sắp rời xa vòng tay của em rồi. Nhưng mà không sao, con lớn cũng được, con nhỏ cũng được, con mãi mãi là chàng trai tuyệt hảo nhất cuộc đời của mẹ.